25 là một trứng luôn, hai trứng nhiêu tiền anh? 30 hả? 30 hả? Cho em thêm trứng nữa đi. Rồi đã. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 18 tháng 12 năm 2020 ha. Mình đang có mặt trên cầu Chà Và, quận 5. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. 5 giờ rưỡi chiều mà cứ tưởng như là tối rồi đó. Sài Gòn mấy ngày hôm nay cũng có lạnh các bạn. Không đủ lạnh để khoác lên mình một chiếc áo khoác. Quay lại chủ đề chính ha. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bột chiên. Nói về bột chiên Sài Gòn thì mình đã ăn ở khắp các quận như là quận 11, quận 10, quận 5, quận 6, quận Nhất. Thì chiều hôm nay nói chuyện với bạn mình thì bạn giới thiệu cho một nơi bán bột chiên nữa 30 năm rồi, một xe bột chiên. Thì bạn khen là cái nước chấm nó rất là đậm đà, ớt cực kỳ cay và mình rất là thích ớt cay ha. Và có cả xà bấu nữa. Rồi chúng ta cùng đi nha. Xe bột chiên nằm ở góc đường Tân Thành và Hà Tôn Quyền, quận 5. Rất gần ở đây. Chúng ta nhìn cầu Chà Và ha, nhìn một chút nha. Hoàng hôn đẹp quá. Rồi đi. Và đây các bạn, mình đã tới nơi ha. Góc đường Hà Tôn Quyền, Tân Thành. Chính xác là 91 Hà Tôn Quyền nha. Rồi bên kia mình đi qua. Một dĩa bột chiên trứng bao nhiêu anh? Dạ, 25 ngàn. 25 ngàn hả? Cho em có loại chiên mềm nha. Dạ. Mình bán từ lúc mấy giờ anh? Dạ, khoảng tầm 3 rưỡi. 3 rưỡi chiều. Được khoảng mấy giờ tối ha? Khoảng 7 rưỡi mai ăn. 91 Hà Tôn Quyền, phường 15, quận 5. Ở đây có món cái này giống như là bị phúc kiến ha. Hồi xưa là chú bán hả? Là 30 năm. Đau quá trời. Một chiên hả con? Ủa chiên bột chiên bên kia hả? Thơm quá. Đây có tép mỡ cho em tép mỡ nha. Nhà mình người Quảng hả chế? Mình người Quảng hả? Tèo quá, tùy cho nắng. Bằng bạn nó là người Quảng. Ba người Quảng hả chế tiều. Mình có khoai môn không? Hiện tại chỉ còn có bột chiên với lại cái mì phúc kiến thôi. Với mì xào. Luôn xào. Mì phúc kiến nhiêu? Mì phúc kiến nhiêu một tí. Cũng 25 luôn hả? Cái nào cũng 25 hết. Mùng 1, 15 có bán rồi chứ? 1, 15 không bán hả nghỉ? Đợi chiên nữa. Rồi, đợi chiên dĩa của mình. Chủ nhật cũng bán nha các bạn. Chỉ mùng 1, 15 nghỉ thôi. Ra chế cho em nhiều cái mỡ hành tép mỡ nha. Mình tính tiền thêm cũng được. Đấy nè. Đạo quá. Bây giờ ông cụ đâu rồi chế? Nó ra, mỗi bữa nó ra. Hả? Mềm hay giòn? Mềm. Em thích ăn mềm. Anh ăn chiên đúng không? Yeah. Đây, bột chiên 30 năm, góc đường Hà Tôn Quyền, Tân Thành, quận 5.
trứng vô. 25 là 1 trứng luôn, 2 trứng nhiêu tiền anh? 30 hả? 30 hả? Cho em thêm trứng nữa đi. Ủa, cả sao bấu à? À, có đu đủ luôn. Wow. Đây, một dĩa to đùng luôn, 30.000 đồng. Ở đây hơi thiếu ánh sáng các bạn nha, quay hơi khó đó. Rồi, chụp hình trước gan. Trước tiên nếm thử cái phần nước sốt đây, chính xác là nước tương hay nước giấm đây, dĩa ớt nha. Cái phần nước tương nước giấm đã trộn sẵn các bạn, vị vừa phải, đậm đà, phần ớt rất cay nha. Mình xin thêm chút xíu nước giấm chua hơn chút xíu. Rồi bây giờ sẽ chấm ăn cái phần bột chiên đó, với phần đu đủ, cải xà bấu và phần mỡ hành. Tiếc quá, trời này tối quá, quay khó ghê. Bột chiên mềm rất là thơm các bạn, đặc biệt cái phần mỡ hành trong đó có phần tỏi nha, bầm 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 vô thơm rất là thơm. Cải xà bấu ăn ngon, rồi thêm cái phần trứng béo nữa và đu đủ thì giòn giòn chua chua ớt cay. Mình nghĩ đây là một dĩa bột chiên ngon á. Rồi ăn hết đây. Đây không gian nó tối vậy các bạn. Ở đây mà sáng chút nó quay rõ. Chú ơi, bắn kem hả? Kem chuối hả chú? Rồi con lấy 1 cây. Một cây kem chuối. Rồi, một cây kem chuối 6.000. Lâu lắm ăn cho này kem chuối. Lâu quá. Đây các bạn, một phần của tuổi thơ ha. Mình rất thích ăn kem chuối. Rồi, ăn coi như thế nào. Hồi xưa là nó ép nó bỏ trong một cái dạng da bịch lông á, thì nó sẽ là nguyên một cái miếng dài. Cái này nó cắt như là phân nửa một cái cây. Lớp dừa bên ngoài các bạn, nước cốt dừa béo nha. Chuối chín rất là thơm, đậu phộng ngon nữa. Mình thấy cây chuối 6.000 này ngon. Các bạn có ăn bánh bột chiên ở đây, thấy chuối đi ngang qua thì mua ăn thử nha. Rồi, mình ăn hết rồi. Mình vừa ăn xong dĩa bột chiên các bạn, thì nhìn chung là ngon nha. Tuy nhiên mình nghĩ có họ có thể cải thiện một số điều để giúp cho cái quán tốt hơn, chẳng hạn như ánh sáng, tăng cường ánh sáng hơn. Các bạn thấy rồi đó, nếu như khu vực mà ánh sáng dạng như là nó sáng loáng thì ăn sẽ ngon hơn. Cái thứ hai là dĩa. Ở đây họ sử dụng cái dĩa inox nha, mình nghĩ họ sử dụng cái dĩa bằng đá đó, hay bằng sành sứ sẽ tốt hơn. Đặc biệt dĩa đá dạng như cổ ngày xưa có hoa văn á thì ăn nó sẽ ngon hơn. Cái nữa là về tép mỡ mỡ hành, ở đây họ sử dụng tép mỡ dạng khô. Mình lại thích cái kiểu gọi là có một cái hũ tép mỡ ướt ướt và cái hành này họ để nguyên vậy. Khi mà chiên cái dĩa nào thì cho hành vô, tép mỡ vô chiên cái dĩa đó, và cải xà bấu cũng nên chiên chút xíu cho nó dạng như là nó sắc lại chút xíu và hai là nó nóng. Cơ bản thì giá 25.000 đồng ở quận 5 mình thấy là tương đối là ổn, có thể ghé lại. Và đây là Thuận Kiều Plaza lúc khoảng độ 6 giờ tối hơn đó. Giáng sinh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.